Chào mọi người, mấy bữa ní lâu giờ cứ toàn gọi táo mí, chứ mà bữa ní xin phép được đổi thành đồng chí. Đồng chí là già trẻ lớn nhỏ chứ ta gọi được, chứ bữa lâu giờ cứ gọi táo mí hỏi nhủ nói rửa hồn. Nên là bây giờ trở đi tôi gọi là đồng chí, nếu mà lời có lờ miệng á thì mọi người cũng đừng có giận ấy, để từ từ rồi ta thay đổi. Từ từ rồi ta gọi đồng chí nha, tôi với đồng chí hết. Rồi thì bây giờ mình ta làm chảo gạo lứt với rau củ. Bây giờ đầu tiên là ta mân cái rau củ, cà rốt thì cắt nhỏ nhỏ mẹ mẹ vừa ăn á. Nhưng mà vì ở nhà thì có hai đứa con, hắn cứ bả mấy mân được cái việc chi cả. Hắn dù để là con mân chứ. Rồi xong đi để cho hắn cắt, thì chứ miếng to mẹ nhỏ thì tí là chiều mà ăn đấy thôi. Hắn đòi cắt hắn là con nó mới có 4 tuổi. Con cái ní là ngô ngọt, cắt sẵn để trong tủ rồi lấy ra ít ra ăn dân nữa nè. Tối mới bây giờ bóc vỏ để lột cái chỉ đen với cái phấn trên đầu hắn ra nữa nè. Để mà ăn cho sạch, chứ sản nhiều lắm đó, bình. Xong rồi bây giờ ta bắt nước lên này. Bắt nước thì bỏ cái vỏ tôm nữa, ta đun hôi thì lấy cái nước làm chảo á. Thì cũng được, chứ không nên nổi là nước là không á. À, xong rồi ta bỏ gạo lứt thì khoảng tầm bát vô thôi. Một cái thằng nữa hắn đừng lẹo nhẹo đó, hắn khóc đó. Hai đứa không mân được cái việc chi hết cả đấy nữa. Tôm bây giờ ta cắt nhỏ như rí, xong rồi tí nữa là ướp với tí nước mắm. Ướp nhiều nhiều hơn tí để hắn đầm, xong tí ta bỏ vô chảo cho hắn gia vị hắn vừa là được. Con cái chảo nha, sắp cút được lắm, muốn chít lắm đó, vì cái lớp chống dính ở trường hắn chuẩn bị bóng nữa. Phí hành tắm cho thơm rồi là bỏ tôm vô đào đào cho sắn này. Rồi lứt đấy bắt đầu hắn sôi sôi nục nục rồi thì bỏ rau thì cà rốt thì đầu rồi ngố gì vô đó. Xong rồi bỏ tôm, rồi là lại hâm tiếp, hâm cho hắn sạch mà hắn mềm cái gạo lứt nữa đi. Vì là cái rau củ tôm do hắn mềm ý, thì mới dễ ăn. Đó, mọi người thấy hắn đặc đặc đó đấy nè. Con tôi ăn đặc nên là thích ăn đặc rồi nè.